cặp vợ chồng Thanh Hùng Ngọc Diệp khiến khán giả trường quay vợ chồng son nóng lên từng hồi vì câu chuyện vào khách sạn khá gay cấn. Lần đầu tiên làm chuyện ấy của cả hai diễn ra khá nhạt vì nàng bị cảm, uống thuốc mà chàng mua rồi, ngủ cả đêm ở khách sạn. Quyết không bỏ lỡ cơ hội, Thanh Hùng chủ động mồi chài, đưa bạn gái vào khách sạn lần hai. Lần này, nàng tâm sự có bệnh cũng phải nói là em khoảng lắm để cả hai có hứng. Thế nhưng đời không như là mơ với Thanh Hùng. Anh được bạn gái tặng cho một bất ngờ. Lên kế hoạch là sẽ hạ gục em. Nhưng vô trong đó, phụ nữ mà, uống bia xong quất tới bến luôn, anh nằm đó đi, mọi chuyện để em lo. Nằm đó đi, coi chị trả bài nè cưng. Ngọc Diệp dí dỏm thuật lại. Tình thế đảo ngược nhưng Thanh Hùng vẫn hài lòng vì bạn gái rất thuộc bài. Cặp đôi yêu nhau trong vòng 8 năm nhưng chưa đi đến kết hôn vì chàng trai mãi kén chọn giữa các vệ tinh. Cả hai chính thức đi đến hôn nhân khi Ngọc Diệp chốt hạ bằng chiếc que thử thai hai vạch. Chủ động mồi chài bạn gái, chàng trai thất bại gây vì nàng đột nhiên bắt nằm im để xem trả bài.